Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc nha các bạn, 0938 926 425. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng, cũng như hỗ trợ về ngân hàng nếu như các bạn nào chúng ta muốn mua xe qua sử dụng mà góp ngân hàng nha. Thì quay trở lại với ngày hôm nay, mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe rất là quen thuộc luôn, đó chính là Toyota Vios nha các bạn. Thì trước mặt các bạn đây chính là một mẫu xe Toyota Vios số tự động bản G 1.5G đời 2019. Xe đi được 52.000 km rồi, mang biển số thành phố. Và cái xe này sở hữu màu ngoại thất là màu vàng cát nha các bạn. Nội thất màu kem, ngoại thất là màu vàng cát. Thì đối với cái mẫu xe này thì rất thích hợp cho các bạn nào chúng ta mua để mà đi gia đình nhỏ gọn, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với việc chúng ta chạy kinh doanh hoặc dịch vụ đều rất là ok luôn, nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Thì hiện trạng thì cái xe này bên công ty mình mới vừa thu về, chưa có dọn dẹp hay là rửa gì hết, hiện trạng cũng rất là dơ luôn nha các bạn, bùn đất còn dính đầy xe. Thì trước khi mà mình đi giao cho bên bộ phận dịch vụ để mà họ làm đẹp xe, thì mình sẽ dành một vài phút ngắn để mà quay cận cảnh chi tiết cái xe này, ngoại thất nội thất và công bố về cái giá bán luôn. Để cho các bạn nào thì chúng ta đang có nhu cầu sở hữu một chiếc xe Vios số tự động bản cao cấp nhất, thì thông qua clip này các bạn thấy được thực tế của xe. Và nếu như yêu thích thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về cái chi phí lăn bánh, và có thể chúng ta đưa ra cái quyết định nhanh nhất để tránh mất cơ hội nha các bạn. Vâng, xin mời các bạn cùng mình đi phía trước cái xe trước đi. Về cái cụm đèn trước này các bạn, đây một cái đèn zin của Toyota nha các bạn. Đây, một đèn zin chưa từng thay thế hay bị bể hay đâu hết. Đây, các bạn để thấy còn bùn đất còn bám trên xe nè. Đó, mới vừa thu về, chưa làm gì hết nha các bạn. Đó, đèn sương mù. Rồi ở đây cái cản có một số vết trầy nhẹ nè, đó. Đèn gầm. Đây thì có một số cái vết xước nè. Thì đối với những cái vết này thì bên công ty mình sẽ làm đẹp lại nha các bạn. Việc xe cộ thì nó trầy xước thì cũng rất là bình thường. Còn về đâm đụng tai nạn thì bên công ty mình cam kết là xe không đâm đụng tai nạn, không ngập nước nha các bạn, và không tua đồng hồ. Đó là ba tiêu chí hàng đầu đối với hãng Toyota Tân Cảng bên mình. Cái đèn bên phía tài cũng vậy nha các bạn, một cái đèn zin theo xe. Đó, chưa thay thế. Bùn đất còn rất là nhiều, còn bám đầy trên xe luôn, chưa có rửa gì hết. Rồi, tình trạng mâm lốp nha các bạn. Thì đối với một mẫu xe mới đi được 52.000 km thì cái lốp cũng còn dùng rất là ok. Chúng ta đi khoảng độ thêm 20 đến 30.000 nữa mới có thay nha các bạn. Đây. Đây là cái mâm nè, cái mâm thì chỉ bị dơ thôi chứ không có chảy. Những cái vết này là mình vệ sinh ra nha các bạn. Thì mình muốn quay cận cảnh cái xe chưa làm đẹp để cho các bạn có được những cái nhìn thực tế nhất. Tại vì còn những cái xe mà bên công ty mình làm đẹp ra rồi á, thì thực tế mà nói nếu các bạn không có kinh nghiệm về xe thì các bạn sẽ không biết được chỗ nào đã chạy xước đâu và chỗ nào sơn lại đâu. Và còn bên công ty mình đặc biệt một cái các bạn là đối với những chiếc xe mà chưa làm đẹp á, vẫn được quyền cho khách xem, không giấu giếm gì hết khách hàng hết. Thì các bạn có thể tự ý xem cái xe đó, xem xe chưa làm đẹp và chúng ta có thể đưa ra quyết định nhanh nhất để sở hữu mẫu xe, và sau khi cái xe làm đẹp xong thì bên công ty sẽ bàn giao cho các bạn đó. Rất là rõ ràng luôn, cho nên không có giấu giếm khách hàng bất cứ điều gì hết. Và các sơn ở cửa các bạn là cái màu sơn zin nha, chưa từng nhậm tuốt gì hết. Đó, sơn zin. Đây, xung chỉ mình cho các bạn xem nè, đó. Rất là liền lạc, zin từ nhà máy luôn, cửa zin nha các bạn. Phía sau cũng vậy nè. Zin từ nhà máy, chưa từng cắn đụng đâu hết. Quay đi xong. Dạ, để con quay xíu rồi con gửi chú. Thì hiện tại thì bên chú dịch vụ bên công ty mình chuẩn bị lấy cái xe này đi làm đẹp nha các bạn. Thì mình xin vài phút để quay cái xe này. Về tình trạng mâm lốp sau đây. Đó, cũng giống như lớp trước thôi, 52.000 km chúng ta đi khoảng độ thêm 20.000 nữa mình mới có thay nha các bạn. Phục bên trong này, bùn đất rất là nhiều,
Tuy nhiên về cái màu sơn riêng trên xe này thì theo mình nhận thấy nó khoảng độ 90% nước sơn riêng nha các bạn. Phải nói là một mẫu xe mà chủ trước đi rất là kỹ, chỉ có bị dơ thôi, còn nước sơn riêng các bạn thấy nè, đó, những cái vị trí cản luôn nè, nước sơn riêng khoảng 90% đó nha các bạn. Tại vì hôm nay mình quay á, thì hiện trạng cái xe chưa có rửa, nó còn bùn đất nó dính, cho nên các bạn thấy cái xe nó cũ vậy đó. Khi mà vệ sinh đánh bát đánh bóng rồi, theo cái công nghệ chuẩn bên công ty Toyota đang gắn bên mình á, cái gói làm đẹp á, thì cái xe sẽ long lanh luôn, mình nghĩ là cái xe sẽ long lanh luôn các bạn. Tại vì nó cái màu sơn zin nó còn nhiều quá, cái sơn zin nó khoảng 90%. Mâm rồi không có một vết trầy luôn các bạn, vậy thế nè. Thường những cái mâm là cái gì để dễ chạy nhất luôn. Nhưng mà cái xe này nó có cái mâm còn rất là mới nè. Rồi về tổng thể bên ngoài thì cái xe sở hữu một cái màu sơn nói chung là khoảng 90% nước sơn zin các bạn. Một số vết xước nhẹ và dặm lại một xíu thôi, đó, không quá nhiều. Có thể nói là chủ trước cái xe, chạy cái xe này rất là kỹ nha các bạn. Rồi mình tiến vào nội thất, mình xem sơ cái nội thất cái đi, rồi để mình quay nhanh để mà giao cho cái chú dịch vụ bên công ty mình. Anh để chú chờ hơi lâu. Này về bên trong nè, màu kem, đây tựa tay, cái lót ghế tài xế. Thì nếu như các bạn yêu thích, bên công ty mình sẽ giữ lại cho các bạn luôn. Còn nếu không thích thì công ty mình sẽ bỏ đi. Em nổ máy cho các bạn xem số km thực tế nha. 52.373 km nha các bạn. Đấy. Cái trải tắp lô nè, chủ trước trang bị thêm nè. Rồi cái bọc trần luôn nha các bạn. Bọc trần nè, mình trang bị thêm. Đầu DVD điều hòa tự động, số tự động nè, ghế da đục lỗ, zin rất thoải mái luôn. Cái này là cuốn sổ bảo hành xe này lúc trước thì chủ trước mua công ty mình và liên hệ công ty mình bán lại nha các bạn. Còn nguyên sách hướng dẫn sử dụng sổ bảo hành rồi còn luôn nè, còn nguyên nhé các bạn, chúng ta dùng mà đi tiếp. Đó, rất là mới. Thì nội thất này sẽ được bên công ty mình vệ sinh lại. Hiện trạng thì nó còn hơi dơ nha các bạn. Bao tay lái nè, lắp thêm nè, bọc thêm nè. Rồi quay phía sau cái nữa. Đây. Đó. Về ốp thì khá là rộng rãi nha các bạn. Mình lên mình ngồi cho các bạn xem thử. Đó, khi mà mình ngồi nè. Đó, ghế trước chỉnh ok rồi. Thì nó còn khoảng nè, đó, gần một gang tay, khá là thoải mái. Chúng ta không thể nào đòi hỏi nó rộng rãi như những cái chiếc xe sang ví dụ Camry được. Với một cái xe phân khúc cỡ nhỏ này á, như vậy là khá là ok rồi nha các bạn. Sao cũng rất là mới luôn, rất sạch sẽ. Nhìn lên phía trước này. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Nội thất thì còn rất là đẹp. Rồi mình đã đi tổng thể về ngoại thất nội thất của cái xe này rồi. Còn đăng kiểm mà đường bộ thì tới tháng 4 năm 2022 mới hết nha các bạn. Chúng ta đi thoải mái. Đó. Thì hiện trạng thì cái xe này bên công ty mình chào bán mức giá là 505 triệu. 505 triệu cho một mẫu xe Vios số tự động 1.5G đời 2019. Xe đi được 52.000 km, mang biển số thành phố luôn nha các bạn. Nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ cho mình. Mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về cái chi phí đăng bánh cũng như những cái thủ tục góp ngân hàng nếu như chúng ta muốn mua góp nha các bạn. Vâng, và mình sẽ bàn giao cái xe này cho bên dịch vụ đi làm đẹp rồi. Thì mình xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Xin chào.